Nhớ, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đi tiếp cấu trúc ngữ pháp số 14, đó là động từ cộng với kirohata. Động từ cộng với kirohata đó có nghĩa là quyết định làm một cái việc gì đó. Quyết định làm một việc gì đó. Kirohata, cách chia của nó thì nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần bỏ đuôi ta ra và các bạn cộng với kirohata thì chúng ta có được ngữ pháp quyết định làm gì đó nhé. Bây giờ các bạn xem câu đầu tiên. Suru mashiji ăn kilo hết rồi. Suru mashiji ăn kilo hết rồi. Bây giờ cách chia của nó như thế nào này? Tôi quyết định. Mình đã học rồi, chi ăn thà là không đúng không ạ? Tôi đã quyết định. Không, không là gì đâu. Machita là uống, su là rượu. Tôi đã quyết định không uống rượu. Machita. Mà bây giờ các bạn nói là tôi quyết định uống rượu thì các bạn sẽ nói thế nào? Suru mashi suru mashi mashita là uống rượu. Bây giờ mình chia là tôi quyết định uống rượu. Mashi bỏ đuôi ta. Kiro hata tôi quyết định uống rượu. Suru mashi kiro hetsayo. Suru mashi kiro hetsayo. Tôi đã quyết định uống rượu. Thì câu này chúng ta thể dịch là tôi đã quyết định không uống rượu. Suru mashi chi an kiro hetsayo. Câu tiếp theo manata, đây là động từ gì đây? Gặp. Gặp manna kiro hetsayo. Tôi đã quyết định gặp. Nhưng mà gặp ai? Kusaramu manna kiro hetsayo. Tôi đã quyết định gặp người đó. Tôi đã quyết định gặp người đó. Kusaramu manna kiro hetsayo. Tôi đã quyết định kết hôn. Động từ kết hôn là gì ạ? Kyoron hata. Các bạn chia một trang nhé. Nanen kyoron ha kiro hetsayo. Tôi đã quyết định kết hôn. Nanen kyoron ha kiro hetsayo. Tôi đã quyết định ly hôn. Ly hôn là gì nè? Ihon. Ihon hata. Nanen ihon ha kiro hetsayo. Ihon ha kiro hetsayo. Tôi đã quyết định đi du học. Du học là gì? Du học. Hata. 나는 유학 가기로 했어요. 나는 유학 가기로 했어요. Thì đó là cấu trúc ngữ pháp 기로 하다. Các bạn nhớ như trang nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cấu trúc ngữ pháp số 15, đó là đã từng chưa từng làm gì đó. Động từ kết hợp với mi ưng cho ký ít ta là đã từng. Động từ kết hợp với mi ưng cho ký ọp ta là chưa từng. Ví dụ, 장학금을 받은 적이 없습니다. Trong đây, động từ của nó là 받다. Nhận. Có bắt chim thì các bạn sẽ cộng với ưng. Ưng cho ký ọp ta. 장학금 ở đây có nghĩa là nhận học bổng. 장학금 là học bổng nha. Học bổng thôi. Bà ta mới là nhận. Chàng hát cơm ươi bà ta có nghĩa là nhận học bổng. Chàng hát cơm ươi bà tin cho ký ọc xâm ta là tôi chưa từng nhận học bổng. Hàn Quốc ẩm thực cơm mở gó bôn cho ký sư xe yếu. Hàn Quốc ẩm thực cơm mở gó bôn cho ký sư xe yếu. Mở gó bô ta. Ăn thử. Ăn thử. Khi mà mình đi với cái cấu trúc ngữ pháp niên cho ký ít tà ọc tà thì nó sẽ thường hay kết hợp với cấu trúc ngữ pháp a ơ u tà làm thử gì đó. Thì trong câu này mở gó bôn cho ký ít sơ xéo đây là cái đuôi câu hỏi tôn kính nha. Tôn kính mở gó bôn cho ký ít sơ xéo ít sơ yếu. Hàn Quốc ông chỉ có mở gó bôn cho ký ít sơ yếu. Cậu đã từng hoặc là anh đã từng niên ưng cho ký ít tà. Anh đã từng ăn qua thử món ăn Hàn Quốc chưa? Hàn Quốc ẩm thực là món Hàn Quốc. Mỗi cái món trò kỹ sư xèo đã từng ăn qua thử món Hàn Quốc chưa? Bây giờ các bạn nói là tôi đã từng ăn thử qua món Hàn Quốc rồi. Các bạn sẽ nói là Hàn Quốc ẩm thực cứ mỗi cái món trò kỹ ít gì đẹp? Ít sợi. Hàn Quốc ẩm thực cứ mỗi cái món trò kỹ ít sợi. Vậy tóm lại cấu trúc ngữ pháp này có nghĩa là đã từng và cấu trúc ngữ pháp này có nghĩa là chưa từng. Các bạn nhớ dùng cho trang nha.
Ngữ pháp số 16, động từ cộng với nên chung nghi tạ, đó là đang, trong lúc. Đang làm gì đó, nó giống cái hành động đang làm gì đó, cũng giống như là một mô ha quy tạ, cũng tương tự. Cho nên cũng mua hai nâng chung nghèo, cho nên cũng mua hai nâng chung nghèo. Thì động từ có chim hay không có chim thì chúng ta đều cộng với nên chung nghi tạ. Tôi đang học. 신문을 읽는 중이에요. 신문을 읽는 중이에요. 있다. Đọc. Tôi đang đọc gì đây? Tôi đang đọc báo. 신문을 읽는 중이에요. Đi công tác rồi. 출장 가다. 나는 출장 가는 중이에요. Đó là một ngữ pháp đang làm gì đó nha. Nên chung nghĩ ta. Rồi, cấu trúc số 17. Động từ cộng với chi maraya hata và động từ cộng với chi anaya hata. Chi malta. Bản thân của nó là đừng rồi phải không ạ? Chi malta là đừng và nó kết hợp với aoya hata. Phải không ạ? Đừng đen thì mình dịch nó là đừng đen làm gì đó. Chi anta là gì đây ạ? Không, aoya hata có nghĩa là phải làm gì đó. Mình có thể nói là không nên là gì đó. Đừng nên, không nên. Chi malta là đừng. Chi anta là không. Cứ thêm nên vào là được nha. Đừng nên, không nên. Câu ví dụ thứ nhất. 우리는 술을 많이 마시지 말아야 합니다. 우리는 술을 많이 마시지 말아야 합니다. 지 말아야 합니다. 지 말다. Đừng, nên. 우리는, chúng ta. Đừng nên uống rượu nhiều. 술을 많이 마시지 말아야 합니다. Chúng ta đừng nên uống rượu nhiều. 화를 너무 많이 내지 않아야 합니다. 내다. 화내다 là nổi giận nha. Tức giận, nổi giận. 지 않아야 합니다. Không nên. Chúng ta không nên quá nổi giận. Rồi, okay. Rồi, nhớ cho mình cái cấu trúc này để mình đọc động văn mình hiểu nha. Chi mà ra giá tạo chi ở ra giá hành tạo. Cấu trúc tiếp theo là cấu trúc số 18, động từ cộng với real chul alta và động từ cộng với real chul muruta. Cấu trúc này có nghĩa là biết cách làm gì đó. Real chul alta, real chul muruta là không biết cách làm gì đó. Chúng ta sẽ cộng với động từ mà có bắt chim thì cộng với real chul alta, còn động từ không bắt chim thì cộng với real chul alta. Biết cách, không biết cách. Ví dụ, 그는 운전할 줄 알아요. 그는 운전할 줄 알아요. 운전하다 ở đây có nghĩa là gì đây ạ? 운전 hata, lái xe. Thì bây giờ các bạn chia đi. Hata là động từ không bắt chim thì cộng với real. Real thì cái hata là hẳn gì đây ạ? Hal chul alta. Tôi biết lái xe. Ha thành hal này nha. Còn tôi biết đọc tiếng Hán đi. Tiếng Hán, Hán trà. Hán trà là tiếng Hán. Hán trà rứa yệt tập. Đọc tiếng Hán. Bây giờ các bạn nói là tôi không biết đọc tiếng Hán thì các bạn sẽ chia thế nào? Hán trà rứa yệt tập thì chia là y gươi. Có chi nữa ha? Y gươi chúi à ra yếu ai ta. Các bạn thấy không ạ? Y gươi chúi ai ta. 그는 운전할 줄 알아요. Anh ấy, 그 là anh ấy ha. 운전 là lái xe. 그는 운전할 줄 알아요. Anh ấy biết lái xe. 영어 할 줄 알아요. 영어 하다 là nói tiếng Anh. 영어 할 줄 알아요. Tôi biết nói tiếng Anh. 나는 요리를 할 줄 알아요. 나는 요리를 할 줄 알아요. Tôi biết 요리하다 là nấu ăn.
나는 요리를 할줄 알아요. Bây giờ các bạn nói là tôi không biết mà ha. Tôi không biết lái xe. 나는 운전할 줄 몰라요. 나는 운전할 줄 몰라요. Tôi không biết nói tiếng Hàn. 한국어를 할 줄 몰라요. 한국어를 할 줄 몰라요. Tôi không biết nấu ăn. 나는 요리를 할 줄 몰라요. 요리를 할 줄 몰라요. Thì đó là cấu trúc ngữ pháp mà các bạn cần nắm nhé. Biết cách và không biết cách. Ngữ pháp số 19, danh từ cộng với man. Nó có nghĩa là chỉ làm gì đó thôi, chỉ cái gì danh từ đó thôi. Chỉ thôi. Ví dụ giạc man tư xèo. Giạc man tư xèo. Uống thuốc thôi nhé. Cậu hãy uống thuốc thôi nhé. Giạc man chỉ là thuốc tiện cái uống khác. 저는 주스만 좋아해요. 저는 주스만 좋아해요. Tôi chỉ thích nước trái cây thôi, không thích cái khác. Tôi chỉ thích nước trái cây thôi. 주스만. Cấu trúc ngữ pháp số 20. Danh từ cộng với 와, 과. Danh từ cộng với 하고. Danh từ cộng với 이랑. Thì tất cả ba cái ngữ pháp này đều có nghĩa là và hoặc là với. Nhưng cách chia của nó như thế nào? Danh từ mà cộng với 와, 과. Khi nào cộng với 와 và khi nào cộng với 과. Danh từ mà có 지금. Như thế này đi ha. Có 지금. Thì cộng với qua. Còn danh từ không, không bắt chim. Không có bắt chim. Thì cộng với qua. Cái dừng nhầm nha. Có bắt chim thì cộng với qua. Có bắt chim, có thì có. Còn không thì không. Vậy được chưa? Có chim thì có chữ ca. Còn không có chim thì không có chữ ca. Haco. Haco là dù có bắt chim hay không bắt chim thì đều cộng với haco. Y răng là dùng trong văn viết nhiều, dùng trong văn nói nhiều chứ không nên dùng trong văn viết. Thì danh từ mà có bắt chim thì cộng với y răng, còn không bắt chim thì cộng với răng và với. Bây giờ các bạn xem ví dụ sau đây. Banana, photo. Banana là chuối, photo là nho. Bây giờ các bạn cộng qua qua thì cộng như thế nào? Chuối và nho. Banana qua, tại vì banana không bắt chim thì nó cộng với qua. Photo. Hoặc là banana hào cố phô tổ. Banana không bắt chim thì cộng với răng. Banana răng phô tổ. Tôn quân lực. Tôn là tiền. Quân lực ở đây là quyền lực. Tôn quá quân lực. Tôn có bắt chim thì cộng với quà. Tôn quá quân lực. Tôn hào cố quân lực. Tôn ý răng quân lực. Sau sinh nhìm là giáo viên. Hắc sen là học sinh. Sơn sinh niêm hào cố hát sèn. Sơn sinh niêm hào cố hát sèn. Hoặc là sơn sinh niêm qua hát sèn. Đấy có bắt chim mà. Sơn sinh niêm ý răng hát sèn. Sơn nghi. Sơn nghi với lại dông chun là tên nhé. Sơn nghi răng dông chun. Không có bắt chim thì cộng với răng. Sơn nghi răng dông chun. Hoặc là sơn nghi hào cố dông chun. Sơn nghi hào cố dông chun. Hoặc là sơn nghi qua dông chun. Sơn nghi qua dông chun. Hiểu mà. Các bạn thấy tại sao ngay chỗ này mình đọc là Yonghi? Đây là một trong những cái quy tắc phát âm mà các bạn cần phải nắm. Sẵn ở đây thì mình giới thiệu cho các bạn nhé. Hi. Cách phát âm của chữ ươi nó có 4 quy tắc. Thứ nhất, khi nó nằm ở vị trí đầu tiên. Vị trí thứ nhất. Vị trí thứ nhất thì mình đọc là chữ ươi bình thường. Ươi, ví dụ như là ươi cha. Ươi cha ý nghĩa là ươi mi. Ươi cha, ươi mi. Ươi hắc, ươi nồn thì nằm ở vị trí thứ nhất thì nó đọc là ươi. Rồi, khi nó có nghĩa là sở hữu cách của thì ươi này mình sẽ đọc là ê. Nhớ nha các bạn, khi mà nó nằm ở vị trí sai danh từ và nó có nghĩa là sở hữu cách của thì mình đọc là ê. Ví dụ như là cái ghế của tôi.
na e na e ui cha, cái ghế của tôi na e ui cha na e quyển sách của tôi na e check quyển sách của tôi na e check. Rồi trường hợp thứ ba, là nó nằm sau phụ âm, đứng sau phụ âm, mình viết tắt nha, và nó nằm ở vị trí thứ hai, vị trí thứ hai sau phụ âm, với lại nó nằm ở vị trí thứ hai, các bạn thấy không ạ? Sau phụ âm với lại ở vị trí thứ hai thì mình sẽ đọc nó là chữ y, y nha, y. Ví dụ như là hy vọng, mình lên trên đi cho nó dễ thấy nha. Ở đây này. Mình tóm gọn trường hợp thứ ba với lại trường hợp thứ tư là mở thành 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 ở số 3 này nha, cho các bạn dễ nhớ. Hy vọng thì mình sẽ đọc là hi mà, đọc thành chữ y nè, thấy không, nó đứng sau phụ âm thì chúng ta đọc ư thành y, cho nên hơi mang không có đọc như vậy mà đọc là hi mà, đứng ở vị trí thứ hai, hầu hết, hầu như, có y, có y, có y, có y, các bạn nhớ lại nha. Trường hợp thứ nhất, nó nằm ở vị trí thứ nhất thì chúng ta đọc là ươi, nằm ở vị trí là sở hữu cách của thì chúng ta đọc thành ê, và nằm ở vị trí sau phụ âm và ở vị trí thứ hai thì chúng ta sẽ đọc thành y, y, nhớ nha, y. Có cái từ này nè, các bạn đọc cho Trang cái chỗ này nha, minh chu chu y, đọc như thế nào đây, minh chu chu đây, ở vị trí thứ hai, minh chu là chủ nghĩa dân chủ nè, chu y đây là chủ nghĩa, chỗ này sở cách của nè, ý nghĩa của chủ nghĩa dân chủ, thì đây là mình sẽ đọc như thế nào, và chỗ này đọc như thế nào đây, nó giống như là ở vị trí thứ hai rồi, y đây là của thì mình đọc là ê, nằm ở vị trí thứ nhất nè, rồi ơi nằm ở vị trí thứ hai nè, y min chu chu ye ơi, min chu chu ye ơi, các bạn nhớ rằng cái quy tắc này rất là quan trọng nha. Trở về bài, bạp quá ban chả nới mỏ có sumi ta, bạp quá ban chả nới mỏ có sumi ta, tôi đã ăn, ban chả nó là đồ ăn nha, thức ăn, đồ ăn, bạp là cơm, tôi đã ăn cơm với thức ăn, bạp là có chim thì cộng với quà, nên chăng cô anh ấy ice cream quá quả ý đi ít ta, nên chăng cô anh ấy là trong tủ lạnh, ice cream là kem, quá quay ở trong tủ lạnh thì có trái cây và kẹp, thì đó là cái cấu trúc mà các bạn cần phải nắm. Sẽ kết thúc bài học tại đây, thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cấu trúc ngữ pháp 21 nhé, làm như chị xe đó.